Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ ăn món là cánh gà chiên nước mắm và canh tôm nấu với lại rau mùng tơi. Đây là rau mùng tơi của mình. Thì đây là cánh gà mình đã mua rồi nè, mình về mình rửa với muối rồi, để chặt ra từng khúc rồi nè. Thì bây giờ là trước khi mà mình chiên cái cánh gà này á, thì mình sẽ luộc cái cánh gà này với lại muối với lại lần trước. Mình sẽ cho nước vào. Sẽ cho vào một muỗng muối. Mình sẽ cho vào một muỗng gừng. Mình sẽ nấu cái nồi này cho nó sôi lên. Rồi khi mà nước của mình đã sôi lên rồi, thì mình cho cái cánh gà này vào. Mình luộc tầm khoảng 2 phút. Đây, sau khi mà mình luộc 2 phút thì cái cánh gà của mình đó, nó sẽ chín. Và cái những cái máu ở trong cái thịt gà này nè, nó sẽ không còn, trong cái xương gà, máu nó không còn nữa. Rồi, thì như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình vớt ra. Sau khi mình vớt ra xong thì mình sẽ ướp cái thịt gà này. Mình sẽ cho vào một ít muối. Mọi người nhớ ướp vừa thôi nha, ướp nhiều nó sẽ mặn. Mình sẽ cho vào một ít bột ngọt. Mình sẽ cho vào một muỗng dầu ăn đó, cho cái cánh gà của mình nó không bị khô. Sau khi mà mình cho vào rồi thì mình trộn cái phần cánh gà này của mình lên. Chúng ta trộn đều lên và chúng ta để tầm khoảng 3 phút. Sau khi mình ướp cánh gà được 3 phút thì mình sẽ chiên cái cánh gà này. Khi mà dầu chúng ta nóng lên rồi thì chúng ta cho cái thịt gà chúng ta làm chiên ra cho nó mềm. Chúng ta chiên, chúng ta đỡ cả cái cánh gà của nó vàng lên. Đây, sau khi mà mình chiên 3 phút thì cánh gà của mình nó sẽ vàng lên như vậy. Đấy, khi mà mình chiên cho nó vàng lên như vậy là được. Mình sẽ bắt đầu mình tắt bếp và mình gắp nó ra. Đấy,
Rồi. Rồi khi mà tấm nhựa mình vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái tấm nhựa này ra. Đây là cánh gà của mình, sau khi mà mình chiên mình đập một người riêng. Đấy, gà, rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào trong cái tô của mình để tiếp tục đập. Rồi, mình cho đường. Mình sẽ cho 2 muỗng đường, 2 muỗng đầy đường. 1 muỗng, 2 muỗng. Rồi, có hơi ít, mình cho thêm 1 muỗng nữa là mình cho 3 muỗng đường. Rồi, 3 muỗng đường. Cho vào 3 muỗng mắm, mình cho 3 muỗng đường, mình cho 3 muỗng mắm để cho đường với mắm như nhau nha. Đây là cái nước mà mình nấu lên đấy, khi mà nó bắt đầu nó sủi bọt lên như thế này nè. Đó, là mình bắt đầu mình cho cái cánh gà của mình vào. Đó, nè, đấy nha.
tiêu, cho một muỗng tiêu. Đây là nồi canh của mình khi mà nó sôi lên. Đây là bữa ăn của mình sau khi đã nấu xong. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Rồi chờ những video tiếp theo nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người.